Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 sáng 28 tháng 5. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin cập nhật mới nhất về diễn biến tình hình dịch bệnh vào sáng nay đến từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19. Tính từ 6 giờ ngày 16 tháng 4 đến 6 giờ ngày 28 tháng 5, Việt Nam đã trải qua 42 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến 6 giờ ngày 28 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 187 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Tính từ 18 giờ ngày 27 tháng 5 cho đến 6 giờ ngày 28 tháng 5, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 8.869 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 49 người, cách ly tập trung tại các cơ sở khác là 7.008 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 1.812 người. Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 hiện là 6 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 17 ca. Vâng, vừa rồi là những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tính đến 6 giờ sáng ngày 28 tháng 5 năm 2020. Chúng ta cùng điểm lại một số tin tức sự kiện đáng chú ý khác về tình hình dịch bệnh trong nước trong 24 giờ qua. Bệnh nhân 52, 24 tuổi ở Quảng Ninh, cô gái xét nghiệm COVID-19 nhiều nhất Việt Nam, tổng cộng hơn 20 lần. Sáng 27 tháng 5, cô được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh lần thứ 2. Trước khi xuất viện lần 1, bệnh nhân này có 13 lần xét nghiệm do âm dương tính lẫn lộn. 5 ngày sau xuất viện, cô nhận kết quả tái dương tính, phải nhập viện ở Quảng Ninh, xét nghiệm thêm 4 lần nữa. Các bác sĩ quyết định chuyển cô đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Tại đây, cô được xét nghiệm thêm 5 lần mới đủ điều kiện khỏi bệnh. Bệnh nhân 52 là du học sinh nước Anh về nước ngày 9 tháng 3 trên chuyến bay VN54, được Bộ Y tế công bố dương tính ngày 14 tháng 3. Bệnh nhân không có triệu chứng bệnh, nhưng các lần xét nghiệm kết quả âm dương tính lẫn lộn. Bác sĩ giải thích do cơ thể đào thải virus nên có thể vẫn còn sót. Vâng, vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở trong nước ta. Vậy thì tình hình dịch bệnh ở các quốc gia khác và thế giới có gì đặc biệt? Chúng ta hãy cùng điểm qua trong phần tin quốc tế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 đã xuất hiện tại 213 quốc gia vùng lãnh thổ và khiến hơn 5,7 triệu người mắc bệnh. Và có thể nói từng kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên tại Hàn Quốc, nơi đã là ổ dịch lớn nhất thế giới sau Trung Quốc, thì lại đang phải đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch bệnh trở lại khi mà phát hiện thêm nhiều ca nhiễm COVID-19 mới. Hàn Quốc ghi nhận ca nhiễm COVID-19 hàng ngày cao nhất trong 7 tuần qua, với 40 trường hợp do bùng phát các cụm dịch mới, chủ yếu ở các cụm dịch ở phố Itaewon và nhà kho của công ty thương mại điện tử Coupang ở Bucheong. Hiện tổng số ca nhiễm trên cả nước là hơn 11.200 ca, 269 ca tử vong. Dù số ca nhiễm COVID-19 vẫn tăng cao, tuy nhiên, bắt đầu từ hôm nay, khoảng 2,3 triệu học sinh Hàn Quốc đã quay trở lại trường học. Tất cả giáo viên và học sinh đều phải kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang và xịt khuẩn tay. Điều chúng tôi lo lắng bây giờ là khi trẻ em đến trường, chúng gần gũi với bạn bè một cách tự nhiên và việc ăn cùng với nhau cũng rất dễ lây nhiễm COVID-19. Thế nhưng mặt khác, việc trở lại trường học cũng rất có ý nghĩa đối với các bậc cha mẹ như chúng tôi, những người vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc con cái nữa. Trong khi đó, tại Nam Mỹ, Bộ Y tế Brazil tiếp tục ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 mới trong ngày cao nhất trên thế giới, với 1.039 trường hợp, trong khi Mỹ, tâm dịch COVID-19 lớn nhất thế giới, chỉ ghi nhận là 657 người tử vong trong vòng 24 giờ qua. Tính đến nay, Brazil đã ghi nhận tổng cộng là hơn 24.500 ca tử vong trong tổng số gần 400.000 ca mắc COVID-19. Nhiều quốc gia khác cũng đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát và mở cửa trở lại nền kinh tế, dù các trường hợp mắc COVID-19 vẫn đang tăng cao trên toàn cầu. Điển hình là Mỹ, tất cả 50 bang tại Mỹ đều đã mở cửa trở lại. Người dân đổ xô ra ngoài khi lệnh giãn cách được nới lỏng, các bãi biển, bể bơi, khu vui chơi ngoài trời chật kín người. Nhiều bang tại Mỹ đang ghi nhận sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19, làm dấy lên lo lắng về nguy cơ dịch có thể sẽ sớm bùng phát trở lại. Hiện Mỹ có hơn 1,7 triệu ca nhiễm, hơn 100.000 ca tử vong do COVID-19 và vẫn là ổ dịch lớn nhất trên thế giới. Vâng, thưa quý vị, với tâm dịch lớn nhất và lớn thứ hai là Mỹ và Brazil,
thì châu Mỹ đang trải qua những ngày tháng rất khó khăn trong công cuộc phòng chống dịch COVID-19. Và đặc biệt tại Mỹ đã ghi nhận hơn 100.000 ca tử vong. Giám đốc phụ trách châu Mỹ của WHO và người đứng đầu Tổ chức Y tế Bắc và Nam Mỹ Carissa Etienne cho rằng hiện chưa phải thời điểm để các nước ở châu Mỹ nới lỏng các hạn chế nhằm hạn chế sự lây lan của COVID-19. Hiện châu Mỹ đã ghi nhận hơn 2,4 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 143.000 ca tử vong. Khu vực châu Mỹ Latin cũng đã vượt châu Âu và Mỹ về số ca nhiễm mới mỗi ngày. Các chuyên gia WHO cũng bày tỏ lo ngại về các đợt bùng phát dịch bệnh ở Peru, Chile, El Salvador, Guatemala và Nicaragua. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nước Nga thì đã qua dịch COVID-19. Đây là tuyên bố mới nhất của Tổng thống đương nhiệm Nga Vladimir Putin tại cuộc họp trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sergei Shoigu vào ngày 26 tháng 5. Theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, tình hình dịch COVID-19 ở Nga có dấu hiệu giảm ở nhiều khu vực trong cả nước, có thể xem là đã đi qua đỉnh dịch dựa trên ý kiến của nhiều chuyên gia. Người đứng đầu nước Nga đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chuẩn bị cho cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại vào ngày 24 tháng 6. Tôi yêu cầu bắt đầu chuẩn bị cho lễ duyệt binh quân sự kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại ở thủ đô Moscow và các thành phố khác. Chúng ta sẽ tổ chức sự kiện này vào ngày 24 tháng 6, ngày diễn ra cuộc duyệt binh lịch sử, huyền thoại của những người chiến thắng. Tổng thống Putin đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga đảm bảo mọi chế độ an toàn nghiêm ngặt nhất và giảm thiểu rủi ro cho toàn bộ quân nhân trong quá trình chuẩn bị và tiến hành lễ duyệt binh. Tính đến thời điểm này, đã có hơn 360.000 người nhiễm COVID-19 ở Nga. Trong những ngày gần đây, số lượng ca nhiễm COVID mới trên cả nước Nga đã giảm xuống dưới 9.000 người mỗi ngày. Trong 24 giờ qua, Moscow đã ghi nhận kỷ lục hơn 8.000 bệnh nhân nhiễm COVID-19 bình phục. Thưa quý vị, sau một thời gian giãn cách xã hội thì người dân ở một số nước châu Âu đang dần quay trở lại với cuộc sống bình thường một cách chậm chạp và đầy lo lắng. Giao thông công cộng đang được nối lại mặc dù có rất nhiều hạn chế. Một số biên giới thì đang được mở cửa trở lại cho dù điều này rất khó có thể diễn ra trên khắp lục địa này. Người dân tại Bỉ đã bắt đầu bước vào phần tiếp theo của giai đoạn 2 nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội. Cụ thể, học sinh thuộc các cấp đã trở lại trường học và việc đeo khẩu trang không còn là điều bắt buộc đối với trẻ dưới 12 tuổi. Tuy nhiên, nhà chức trách yêu cầu học sinh và giáo viên thực hiện nghiêm các biện pháp vệ sinh, khử trùng và đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu. Bên cạnh đó, các cơ sở kinh doanh dịch vụ như hiệu cắt tóc và bảo tàng được phép mở cửa trở lại. Tôi rất vui vì cuộc sống đang dần trở lại bình thường, mặc dù cũng có chút lo lắng. Bạn thấy đó, con gái tôi mới học lớp 1, trường học cũng đã mở cửa trở lại. Chúng tôi giờ đây đã có nhiều việc để làm hơn là việc xem TV tại nhà. Còn tại Ireland, chính phủ nước này cũng nới lỏng mức báo động quốc gia đối với dịch COVID-19, cho phép hoạt động tụ tập tới 200 người, tuy nhiên phải đảm bảo giữ khoảng cách ít nhất 2 mét. Các phòng tập có thể mở cửa trở lại, nhưng chỉ với 50% công suất, trong khi các quán bar và nhà hàng có thể phục vụ khách đến 23 giờ hàng ngày. Tại châu Đại Dương, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tuyên bố, từ ngày 29 tháng 5 tới, sẽ nới lỏng hơn nữa các biện pháp hạn chế áp dụng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Chính phủ quyết định sẽ nới lỏng giới hạn tụ họp đông người từ 10 lên 100 người, cho phép các đám cưới, đám tang và các sự kiện tôn giáo có nhiều người tham gia hơn. Quyết định nới lỏng này cũng cho phép tổ chức trở lại các hoạt động thể thao cộng đồng. Tuy nhiên, chính phủ New Zealand duy trì một số lệnh cấm như cấm các buổi hòa nhạc quy mô lớn, các sàn nhảy, các quán rượu và các câu lạc bộ đêm. Tất cả các địa điểm ăn uống cũng phải đảm bảo phục vụ khách không quá số ghế ngồi. Cùng ngày, chính phủ New Zealand công bố khoản trợ cấp mới trị giá 330 tỷ đô la Mỹ mỗi tuần cho các công dân mất việc do COVID-19. Khoản trợ cấp này được miễn thuế và sẽ được chi trả trong thời gian 12 tuần, nhưng không áp dụng đối với người lao động nhập cư. Anh Kartik Velayuttham tại thành phố Kovai, bang Tamil Nadu của Ấn Độ đã sáng chế ra một robot giúp việc vặt để hạn chế việc tiếp xúc với mọi người trong thời gian giãn cách xã hội. Robot này có thể được điều khiển từ bất cứ nơi nào, miễn là có Internet. Điều này giúp tôi duy trì giãn cách xã hội. Khi đi mua đồ bên ngoài, tôi sẽ không phải đứng xếp hàng và chen lấn với đông người ở cùng một địa điểm. Anh Kartik đã chế tạo chú robot này từ một chiếc xe đẩy hàng. Robot được gắn động cơ tự động và một chiếc điện thoại phía trên để tiện việc theo dõi hành trình. Nó có thể chở tới hơn 30 kg hàng hóa.
Chúng tôi đóng gói thực phẩm theo đúng đơn đặt hàng và để trong thùng chứa của robot. Nó sẽ mang hàng này trở về với chủ nhân của mình. Đây là một phát minh rất hữu ích. Giải pháp này giúp ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Ấn Độ đã ghi nhận 7.000 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc của nước này lên hơn 138.000 người. Mặc dù số ca mắc mới vẫn tiếp tục tăng, song chính phủ Ấn Độ đã quyết định nới lỏng các biện pháp phong tỏa, trong khi yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài và duy trì giãn cách nhiều nhất có thể. Bản tin dịch COVID-19 sáng 28 tháng 5 đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin trên VTC Now.